À, vâng, xin chào các bác. Để tiếp theo cái video trước giới thiệu về chiếc âm ly đa kênh Onkyo TXDS787. Ở video này em xin test cái tính năng tiếp theo, đó là tính năng giải mã DAC. Đường quang, đường quang thứ nhất là mặc định nó ở CD các bác nhé. Đường quang thứ hai mặc định nó ở video 3. Bây giờ thì em xin hướng dẫn cho các bác cách để đấu nối một cặp loa hai cầu vào chiếc âm ly này. Bây giờ anh em ta sẽ vòng ra phía sau, em sẽ hướng dẫn chi tiết. Giờ em rút hai cái dây loa này ra cho đỡ vướng mắt đã. Với một cặp loa hai cầu thì cầu dưới bao giờ cũng là cầu bát, cầu trên có thể là jack hoặc là chung. Thế thì khi mà đấu nối vào cái âm ly này thì đấu như thế nào? Trước tiên với cái cầu dưới là cầu bát thì các bác đấu vào cái hàng hàng cọc ở bên dưới cùng có cái chữ zone 2 này. Đó. Đấu vào bốn cọc dưới cùng này có chữ zone 2 này. Còn cầu trên của cặp loa hai cầu thì các bác đấu vào bốn cái cọc trên cùng có chữ phone speaker này. Thế là xong trình tự đấu nối. Bây giờ thì quay trở lại đằng trước mặt là anh em ta sẽ thao tác như thế này. Sau khi đấu nối xong thì chúng ta kích hoạt đường zone 2. Ở ngay dưới cái nút tắt mở nguồn là các bác nhìn thấy có một cái nút có chữ zone 2 đây. Các bác ấn vào đây thì trên màn hình nó sẽ hiện chữ zone 2 off, tức là đang tắt. Ấn hai lần thì nó lên chữ show, có nghĩa là đã kích hoạt xong zone 2. Thế thì cái loa zone 2 này nó hoàn toàn không có liên quan gì đến cái đường volume chính, mà bản thân nó có một cái phần chỉnh volume riêng biệt. Nó không chung với cái volume tổng đấy đâu ạ. Mà riêng ở cái đường zone 2 này, cái âm nó xuất ra nó tương tự như là khi các bác dùng một cái cục đẩy vậy. Cả âm bát lẫn âm jack nó đều ở mức không, không tăng, không giảm, mức trung bình ấy ạ. Thế thì ngay ở cái nút nhỏ ngoài cùng, các bác thông cảm, cái điện thoại của em nó bị ao nét. Đây ạ, cái nút ngoài cùng nhỏ ở trên trên cùng này nó có chữ zone 2 V, có nghĩa là mình sẽ điều chỉnh volume to nhỏ trên cái đường vôn hạn zone 2 này. Đây ạ, các bác ấn vào thì nó sẽ hiện lên là như thế này. Zone 2 volume đang ở mức trừ 2. Các bác vặn cái núm chức năng đa năng này, vặn nó để chỉnh. Đó,
khi mà mình chỉnh ấy thì bắt đầu tiếng ở cái cầu zone 2 bắt đầu mới có tiếng. Và cũng cũng đừng có mong mà chỉnh được bát jack ở cái đường này, không chỉnh được đâu ạ. Như em đã nói là cái âm ở cái đường zone 2 nó xuất ra không khác gì âm thanh từ một cái cục đẩy xuất ra. Cả âm bát lẫn âm jack nó đều ở mức trung bình. Đấy, đấy là cái trình tự để mà đấu nối một cặp loa hai cầu vào chiếc âm ly này. Còn nếu như bác nào mà không không có loa hai cầu ấy thì có thể sử dụng cái đường zone 2 này để đấu vào đây một cặp loa súp hơi. Lưu ý dùm em là loa súp hơi. Loa súp hơi có trở kháng từ 6 ohm trở lên và có tầm bát từ tầm 22 đổ lại. Có thể phối ghép một cặp súp hơi vào cái đường zone 2 này để tăng cái âm bát cho cái bộ dàn của nhà mình. Đó, đó là cái cách đấu nối. Thế còn ở trên cái remote mà em học được ấy thì nó cũng em học được khá nhiều nút, kể cả những cái nút từ 1 cho đến 9 này em cũng chép được. Đây là nó tương ứng với các ngõ vàng. Ví dụ đây đấy, ấn 1 thì nó ra video 1 này. Ấn số 2 ra video 2, 3 ra video 3. Tuần tự như vậy. Vào được volume này, đó. Rồi thì chuyển về đánh stereo hoặc là đánh ở các chế độ đa kênh khác nhau. Quan trọng nhất là anh em ta có thể truy cập vào menu. Đó. Nói chung là ở trên cái phím đa năng này và các hàng nút này có như thế nào thì ở trên cái remote em chép ra được y nguyên như thế. Thậm chí em còn có thể chép được cả cái tính năng hẹn giờ tắt. Đây ạ. À. Đó, các bác thấy chưa? Có luôn cả hẹn giờ. Có luôn cả mút tắt tiếng. Đó. Như em đã nói là khi em đã chép ra rất cầu kỳ và nó chỉ thua cái remote zin một chút xíu thôi. Thì em bây giờ xin kết luận lại như sau. Đây là một chiếc âm ly khỏe. Nó khỏe thật sự chứ không ảo. Với tổng cộng 12 con sò than của hãng Toshiba. Đây là sò than loại lớn. Cho phép kéo loa bát 25 dòng karaoke côn to từ kép lên căng đét không phải suy nghĩ gì cả. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là chiếc này có khả năng giải mã DAC và xuất ra ngoài theo dạng rắc bông sen, xuất theo kiểu Phareao. Ở trên cái đường Phareao đó các bác thoải mái chỉnh bát chỉnh jack. Đây ạ. À. Thoải mái chỉnh bát jack ở đầu ra. Thoải mái nâng hạ volume đầu ra. Đó là những cái điểm rất chi là hay của những cái chiếc âm ly đa kênh tầm từ trung cấp đến cao cấp. Ở cái điểm này thì kể cả những cái đầu giải mã các bác mua những cái giá hơn 10 triệu bạc cũng không ăn được những cái âm ly như thế này đâu ạ. Dám chắc là như vậy. Ở trên cái đường giải mã DAC và xuất Phareao đó em đã kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng trong buổi chiều ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba là nếu như biết cách linh hoạt trong đấu nối thì chúng ta hoàn toàn có thể phối ghép một cặp loa hai cầu vào đây. Và em cũng buổi chiều hôm nay em cũng đã test rồi. Nó có cái điểm hay là các bác có thể chỉnh to nhỏ riêng ở cái cầu bát. Và cái cầu check thì nó ở đường loa phông rồi. Cầu cầu check của cái cặp loa hai cầu thì đấu vào đường phông thì nó chỉnh bát check cực kỳ áp phê rồi. Đấy, ví dụ như nhiều bác bây giờ đang có những cặp loa hai cầu là đang rất khó trong việc lựa chọn âm ly thì nó đi rồi ạ. Ở chiếc này đánh hai cầu tương đối hay đấy ạ, chẳng thua kém gì những cái âm ly đắt tiền đâu. Với cái điểm tiếp theo nữa là với cái giá thành của nó cực kỳ rẻ. Một cái chiếc âm ly thuộc phân khúc cao cấp, mặt phay nhôm, núm volume và núm chức năng là nhôm, công suất lớn trên 400W, nặng gần 18 kg mà thuộc dòng Reciver hẳn hoi. Giá có hơn 3 triệu bạc. Cứ không chơi chiếc này thì còn biết chơi chiếc nào. Bác nào có nhu cầu thực sự muốn sở hữu
model này thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em để ở dưới chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.